Cảm mừng các em đến với tiết học môn Vật lý chủ đề 4: Tính tương đối của chuyển động. Nội dung số 1. Các em quan sát hình ảnh. Một người ngồi trên xe đạp và một người đứng bên đường cùng quan sát chuyển động của cái đầu van bánh trước xe đạp đang chạy. Thì người đứng bên ven đường thấy chiếc đầu van chuyển động theo một đường cong, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Còn riêng đối với người ngồi xe đạp thì chúng ta sẽ thấy người ta quan sát đầu van này nó chỉ là một cái chuyển động tròn thôi. Vậy, chúng ta thấy rõ ràng, nếu như chúng ta đặt ở hệ quy chiếu vào hai đối tượng khác nhau, thì lúc này quỹ đạo nó sẽ có tính khác nhau hay còn gọi là tính tương đối. Vậy, mục 1 của nội dung hôm nay chúng ta xét về tính tương đối của quỹ đạo. Thì, hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ khác nhau. Và quỹ đạo này chúng ta kết luận là quỹ đạo sẽ có tính tương đối. chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung thứ hai của buổi học hôm nay. Các em cũng quan sát một bức ảnh. Một cậu bé đang ngồi quan sát một chiếc tàu, một toa tàu. Và toa tàu này đang chuyển động với vận tốc 40 km/h. Thầy giả sử là đang chuyển động với vận tốc 40 km/h. Nếu như có một hành khách đang ngồi yên trong toa tàu này thì vận tốc của người này sẽ bằng 0. Khi mà chúng ta sẽ xét người này với toa tàu vì lúc này người ta ngồi yên nhưng nếu so với cái cậu bé ngồi ven đường thì cậu bé sẽ thấy người đó đang chuyển động với vận tốc là 40 km trên theo toa tàu thì các bạn thấy vậy nếu như chúng ta đặt cái hệ quy chiếu vào các vật khác nhau thì lúc này vận tốc nó cũng sẽ khác nhau vì là do đó cho nên vận tốc cũng sẽ có tính tương đối các bạn hình dung ha thì nói lại tính tương đối của vận tốc nghĩa là gì Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau, và vận tốc cũng có tính tương đối. Vậy, qua mục 1 và mục 2 chúng ta sẽ nắm để lại được cái gì? Vậy, quỹ đạo và vận tốc đều mang tính tương đối khi chúng ta đặt các hệ quy chiếu khác nhau lên những vật khác nhau. Nội dung tiếp theo chúng ta ngọc học trong buổi học hôm nay đó chính là vận tốc. Thì trước khi vô cái nội dung thì các bạn quan sát cái hình ảnh tí. Thầy xét một chiếc thuyền đang chạy trên một dòng sông. Thì nếu như thầy đặt cái hệ quy chiếu OXY gắn với bờ, thì bờ là vật đứng yên cho nên thầy gọi là hệ quy chiếu đứng yên. Và thầy gọi hệ quy chiếu OX phải O phải Y phải gắn lên một cái vật trôi trên sông hay là cho theo dòng nước. Á. Ví dụ như ở đây là khúc gỗ. Thì lúc này thầy gọi nó là hệ quy chiếu chuyển động. Thì chúng ta thấy một điều rằng, trong thực tế, ví dụ như chiếc thuyền mà trôi xuôi theo dòng nước thì có phải là vận tốc của chiếc thuyền ngoài vận tốc của chiếc thuyền là vận tốc động cơ thì vận tốc sẽ được tăng thêm một phần là vận tốc của dòng nước hoặc bạn thấy nếu như chúng ta bơi theo chiều xuôi của dòng nước thì lúc này có phải là chúng ta sẽ bơi nhẹ hơn mà chúng ta sẽ bơi nhanh không vì lý do lúc này dòng nước sẽ cho chúng ta một cái vận tốc kéo theo nhưng mà nếu như chúng ta bơi ngược lại chiều của dòng nước thì có phải là chúng ta sẽ bơi chậm hơn bơi lâu hơn không thì những cái thực tế này các bạn sẽ thấy đó chính là cái quá trình mà biểu thức cận vận tốc nó xuất hiện bây giờ thầy gọi vtb là vận tốc của thuyền đối với bờ thì vận tốc này thầy gọi là vận tốc tuyệt đối thầy gọi vtn là vận tốc của thuyền đối với nước vận tốc này gọi là vận tốc tương đối và vận tốc vnb là vận tốc của nước đối với bờ thì vận tốc này được gọi là vận tốc kéo theo vậy lúc này chúng ta có biểu thức là vận tốc tuyệt đối là VTB sẽ bằng vận tốc tương đối cộng với vận tốc kéo theo. Nhưng lưu ý, biểu thức này chúng ta đang ghi dưới dạng là vector. Cho nên lúc này chúng ta cộng trừ vector thì chúng ta phải chiếu lên chiều dương. Các bạn lưu ý ha. Vậy lúc này chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng một biểu thức khác là V13 bằng V12 cộng V23. Nó giống như là nguyên tắc tràn điểm trong vector vậy các bạn. Vậy. Nội dung của buổi học hôm nay chúng ta chỉ có 3 nội dung nhỏ. Thứ nhất là chúng ta nói về tính tương đối của quỹ đạo, tính tương đối của vận tốc và công thức cộng vận tốc. Nội dung này các bạn có thể nghiên cứu và đọc thêm trong sách giáo khoa và tài liệu của nhà trường. Chúc các em vui khỏe và học tốt. Thầy thân ái chào tạm biệt các em.